ngồi xuống lết với em Tiêu nè. Kệ, mình mặc đuôi cá cho lịch sự. Đây. Mặc đuôi cá là lịch sự. Mặc đuôi tiên cá lên bờ ngồi ăn sinh nhật vậy mới đúng phong cách người cá đúng không? Đúng rồi. Chào, hai em khỏe không? Dạ, dạ khỏe. Hồi nãy kẹt xe ở Bảy Hiền quá hả? Dạ, nói kẹt từ đường Trường Chinh mà kẹt tới chỗ bà Hưng luôn. Dạ, nhưng mà họ đi coi xíu không? Em dạo này bận rộn quá hả? Dạ, em biết không. Rồi, mời các em vô chung vui nha, bữa nay là vui lắm á. Nay đầy đủ gia đình người cá luôn. Mẹ của Julie và Viviani. Lạnh không? Lau khô người đi. Làm gì ghê vậy?
người cá quý lắm á các bạn. Chưa lại đây răng người cá quý chưa. Răng người cá quý lắm á. Nè, đi ăn sinh nhật của em là kỷ niệm, để lại cái răng tặng em luôn nè. Tặng quà luôn nè. Chắc chắn bạn Luna sẽ thành tiên cá trong tương lai. Nên ông trời đã gửi một thông điệp, đó là làm một trận mưa bão để Luna. Đúng rồi. Là Luna nè, bao nguyên cái hồ bơi luôn. Nguyên cái hồ bơi trống như vậy để cho Luna và các bạn người cá chơi đó. Sướng quá nha, số hưởng quá nha Luna. Chỉ có thành người cá mới ăn sinh nhật trong mưa thôi. Chính là quản lý của cái sân khấu này. Ok, đi vô văn phòng, đi vô văn phòng đi. Vô. Vô. Đây, văn phòng chỗ này mà. Tàn 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 tàn. Tàn 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 tàn. Tàn 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 tàn. Hello someone. Đó. Đi bơi rồi đi. Người cá đi bơi dữ vậy. Hồi qua xiết luôn nè. Level 1 nó còn hơi yếu đó các bạn ơi. Rồi mời các em đến tấm thác thiên thần. Mời các em tấm thác thiên thần. Vô nằm xuống tấm thác thiên thần đi các bạn ơi. Luna nằm xuống tấm thác thiên thần đi. Nằm xuống. Không, nằm xuống mà để nước chảy xuống mà vẫn nằm, ai nằm được lâu trong nước á. Vô chưa? Chưa. Giới thiệu với các em
đây là bầu show sân khấu Lan Anh. Vậy là bữa trước Sơn đụng với Harry Won vô đây phải không? Harry Won vô đây, còn anh trợ quản lý sân khấu Lan Anh. Nè Harry Won nè, chạy chào Sơn cái nè anh em nè. Wow. 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 Yo sexy. Sexy mà mê. Rồi, lên tới chợ anh luôn rồi hả? Giờ tới cuối năm có nhiều show ca nhạc lắm. Thế làm tin cá về con. So biết là thế giới của tiền. Yeah, this is my house. Yeah, very big house. Chào cô Thúy. Ok, là mấy em muốn đi tham quan gì nữa? Tham quan tất cả luôn hả? Quá ngầu. Quá đẹp trai. Mấy chú đẹp trai không mấy em? Đẹp trai. Rồi bây giờ chúng ta đi đâu nè? Chúng ta đi qua hồ cá đi. Ê, sao không? Sao mặc đồ này luôn? Vậy hả? Còn em cho ướt luôn hả? Còn đồ thay coi xíu không? Rồi thôi đi chơi thôi. Yeah. Wow. Đi chơi tiếp thôi. Ừ. Em hết đồ thay rồi hả? Rồi sao đi coi đi xíu. Thôi bây giờ tụi anh sẽ đi tắm hồ bơi mini. Tắm hồ bơi mini. Hồ bơi mini của Tiun nè. Hồ bơi mini. Đã quá các bạn ơi, đây là hồ cá con cá tay tượng bự lắm. Thôi xin lỗi bạn cá tay tượng nha, ngủ ngon đi nha. Vô sân golf chơi hả? Vô luôn, vô luôn. Welcome to my man Tion Club. Wow. Yeah. Chạy đua không? Rồi mấy em đứng vô và xuất phát nha, chạy một vòng quanh cái sân này về đây để tương thử độ nhanh nhẹn của các em. Không chạy à, chạy tới đó coi đụng sợi dây không nha. Bây giờ thi tốc độ mấy em vô đi, tôi làm trọng tài vô luôn. Em phải thi luôn, em là người cá mà. Tiêu đếm tới 3 là chạy đụng sợi dây rồi hoành về nha. Hoành về mất coi ai nhanh nhất. 1, 2, 3 xuất phát. Bạn lái xe đã chiến thắng. Rồi tiếp tục. Giờ cái đó là chạy tốc độ, bây giờ chạy đường trường. Đó chạy quanh cái vò này thôi. Rồi mấy em vô hàng đi. Gì đâu ngứa chết luôn á, em làm thấy ghê giống như bị phong cùi vậy. Chạy đi hồi sẽ quên. Bây
giờ biết sao ngứa không mấy em? Các em biết tại sao ngứa không? Do cái nước mưa bị ô nhiễm, hiểu không? Nên chúng ta làm người cá phải bảo vệ môi trường. Nên bây giờ các em luyện có sức mạnh khỏe để mai mốt còn đi bảo vệ môi trường nữa. Quên đi cái ngứa này đi. 1, 2, 3 bắt đầu. Một vòng nha, các anh về trước nha. Em mạnh dữ ha, anh khâm phục em ghê luôn á. Hay lắm. Trời ơi, té. Ủa sao vậy? Nó có sao không, Lexin? Hai em chạy đụng nhau té hả? Không, chạy đắp nhau. Bị trường. Bị trường mà té đập đầu xuống luôn hả? Nhiều không? Hả? Bị đụng đầu thôi đúng không? Dạo này má bán đuôi cá Lexin này ok không? Bán bên Mỹ tươi không? Không sao, còn tỉnh táo lắm. Còn tỉnh táo. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? À cái miếng dây 3 vòng. Mấy em muốn chạy từ đâu qua đâu? Chạy từ cái lưới mà. Chạy đụng cái lưới bên này qua đụng cái lưới bên kia. Rồi chia phe đi. Tion làm cameraman chưa? I'm cameraman. Rồi bắt đầu nha. Rồi bắt đầu chưa? 1, 2, 3, go. Quick. Đụng vô lưới rồi mấy, quanh về. Yes, that is correct. Very fast. Nhanh lên, bứt phá lên. Chà, đội tôi chạy nhanh dữ ha. Wow. Nhanh quá. Wow. Trơn quá hả? Rồi, đợi Tion thắng được mấy không vậy? Thắng thiệt luôn hả? Vậy là quầy hết rồi đúng không? Quầy hai bên quầy đúng không? Thi cái khác đi.
bây giờ nè, thì người cá là một bạn vịn vô hai chân bạn kia, chạy đua bằng tay. Đúng rồi. Điêu vịn vô chân em nè. Rồi em chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Messi hả? Đây Messi à. Chưa lên nhạc thôi. Hả? Ai? Gọi Tion là VIP đi, Tion mới dắt vô phi trợ lý sân khấu mà. Trợ lý sân khấu mà sao không vô được. Chuyện đơn giản. Xin chào các bạn người cá nha. Tắm rửa sạch sẽ xong hết rồi, chuẩn bị đi xem xiếc ha. Vô VIP nha. Ok. Vô nha. Cái này mua ba. Cái này là cái gì đây? Quý à, Quý mình là người cá mà. Mình là người cá đặc biệt, mình không chơi. Người cá đặc biệt không chơi. Này giống mút vậy? Người mút nhựa làm hại môi trường biển, người cá không chơi được. Người cá không chơi được rồi. Người thường hả? Người thường tiên cá không chơi. Wow, xin chúc mừng sinh nhật. Rồi, trong đây nó còn hoành tráng bá đạo hơn ngoài nữa hả? Nãy giờ đi tắm mưa. Yo, Luna đi, Luna hợp lý hơn ha. Luna, 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 Luna. Luna vô. Mấy em vô. Vô chúc mừng sinh nhật Luna vô chơi. Hát happy birthday với mấy bạn nhanh lên. Chưa cái gì? Sinh nhật hôm nay. Thông báo rồi mà. Em có thấy đâu. Sao hai người cá này lại phải ngồi ở đây trong khi các bạn người cá kia ngồi trong phòng? Vô trong ngồi không? Hết chỗ luôn rồi, tội nghiệp hai bạn người cá này quá. Ngoài này có hai bạn người cá hết chỗ ngồi ngoài này luôn nè. Luna đi phát vé mời mấy ba mấy bạn đi xem xiếc ha. Từ từ Mimi à. Mimi nè. Ủa, em bao nhiêu mét rồi? Em bao nhiêu mét rồi? Trên mét tư rồi. Kể cho bạn Sophia kìa. Candy nữa nè. Luna cho vé đó luôn đi. Xong chưa? Cho vé xong hết chưa? Cho luôn đi. Tiêu đâu có cần vé đâu. Cho bạn đó đi. Hồi tôi dắt vô miễn phí. Rồi bắt đầu chương trình khui quà của người cá Luna đi các bạn. Bạn nào tặng quà nào là khui bạn đó. Và khui quà của Sophie trước nha. Có Lexin khui rồi. Lexin thì là con ngay con
thơm mềm mềm giống như lesin hả? Rồi cái này Whisky nữa nè. Whisky nữa hả? Ok. Làm người cá mà sao tặng đồ chơi bằng mũ không vậy mấy em? Nixin với ba Sa ha. Khỏi cần quà, em lên chúc bạn một lời chúc nữa. Lời chúc mừng sinh nhật tiếng Nhật. Tiếng Nhật rồi. Chúc mừng tiếng Nhật xong dịch sang tiếng Việt. Benjamin tặng cho Luna bình bông. Bông thiệt hay bông giả vậy? Cái này là bông thiệt đó. Bông thiệt nên nó không bị héo nè. Giả nó mới bị héo đúng không? Đúng không các bạn? Bông giả thì nó bị héo. Công nhận không? Bông thiệt mới không héo. Cái cuốn sách ý nghĩa quá vậy. Con có rồi. Cuốn này một cuốn tích lớn. Chà, tặng sách hay quá ha. Ai tặng vậy? Ý nghĩa. Trời ơi, người ôi, người cá tay ý nghĩa quá vậy. Ôi, tặng sách luôn hả? Trời ơi, nhìn mặt vậy mà biết tặng quà quá ha. Rồi vô đi. Chúc mừng sinh nhật bạn đi. Chúc mừng sinh nhật nè. Ê Luna làm gì hot hôm nay dữ ha. Thiên thời địa lợi luôn ha. Mấy trăm ngàn like thiệt luôn rồi. Đúng rồi, bảo vệ rùa biển nha mấy em. Chủ nhân của món quà đó đi. Trời ơi, hèn chi mặc cái áo màu hồng hồng luôn kìa, thường thường luôn kìa các bạn. Hợp lý quá luôn. Ê, cảm ơn chú Ly chưa? Chú Ly biết tặng quà quá ha. Cúi ra luôn đi. Ủa, của mẹ người cá tặng hả? Mẹ người cá tặng. Cúi đi. Cái gì kỳ vậy? Nhận cốc ly không nhận nữa. Luna đem về cho. Không có chỗ để.
Đây đây đây, anh cầm giùm cho. Bình nước gì đặc biệt vậy? Bỏ nước vô. Bỏ nước vô để lại. Tâm phẩm thì là bỏ vô phòng. Nè, rồi tới phiên người cá Mimi tặng Luna gì kìa, bự quá kìa. Ô, Bonnie hả? Dễ thương quá à. Còn quà của ai? Mới rồi. Còn quà ba bánh kem. Ơi, nhiều quá, trở thành người cá có nhiều quà quá đúng không các bạn? Mốt 500 anh em người cá tới tặng quà thôi sập nhà luôn đúng không? Mốt 500 anh người cá tới là tặng quà sập nhà luôn thôi. Rồi quà của ai vậy? Balo này của ai vậy? Candy đúng không? Của chị Mai tặng cơ. Wow, Simi tặng hả? Con cho mặt sệ. Rồi bây giờ còn quà. Còn một món quà nữa của bạn Candy đúng không? Quà của Candy thấy đâu rồi? Có chưa? Có bông cute của ai tặng giờ? Của bạn nào tặng cho Luna gấu bông cute vậy? Trời ơi, có gấu anh, gấu em luôn đó hả? Không, có mẹ không cho. Quà này là của Thư Kỳ. Của Candy. Wow. Candy. Không mở ra. Ở dưới đó. Ở dưới đó. Ở dưới đó. Chị My tặng nè. Chị My còn tặng gì nữa vậy? Wow, người cá Chị My tặng. Ồ, Bonnie. Ôi. Người cá Kun với người cá Simi biết tặng đồ quá ha. Có người kìa, người kìa các bạn ơi. Làm sao chứ không chịu ăn ngã. Rồi chừng nào tới sinh nhật của Candy? Năm sau đó. Sinh nhật của em là tháng 2. Sao không mời sinh nhật mấy bạn người cá? Thấy làm người cá tuyệt không mấy em? Nghe rồi trời. Làm người cá là đôi nhiều đồ chơi, nhiều cuộc vui, gì cũng có. Giữ vé coi xét nha. Thôi đừng có dò lại dục nha. Rồi chúc mừng sinh nhật. Nghe nhà em bị ngập hả? Sao vậy? Buồn quá ngập luôn rồi. Lan nói về chuyện gì à? Có liên quan tới sinh nhật không? Dạ không. Vậy thôi. Không, đừng... liên quan tới sao không? Mới đây là mẹ bên đấy nói là bảo đảm chiều nay, chiều hôm qua thầy không tới dạy. Đúng rồi. Hay dữ vậy. Mẹ bên nhà cảm ơn
là mày nói dốc là mẹ Ben nhìn mặt Ben là biết liền. Hay quá trời. Mẹ Ben tại vì học Bách Thành á. Trời ơi, hôm qua cái bài rồi bây giờ mấy em ăn uống tiếp cho nó no đi rồi đi coi xiếc. 8 giờ. Bạn ơi, 8 giờ là cái thôi. Không. Không có bể đâu, chương trình hôm nay mình bao show trọn rồi. Ôi Ben ơi, Ben tôi nói nghe nè. Bây giờ Ben coi nãy giờ bạn người cá nào im lặng nhất ở đây. Bạn nào mà im lặng nhất là Ben làm cho bạn ấy nói chuyện cho Tion. Đúng không? Hay quá ta. Rồi qua nói chuyện với Chu Ly đi, coi hỏi tại sao im lặng nha. Rồi, làm quen đi, làm quen với Chu Ly đi. Vô đi, ngồi xuống, vô. Bây giờ em vô hỏi coi tại sao chỉ im lặng nè, anh giao nhiệm vụ cho em nè. Em hả? Ừ. Nè. Ồ, hỏi hả? Sao kỳ vậy? Anh nói là anh muốn quen em. Sophie sao rồi đây? Em có một bạn quýnh đòi quýnh em. Ai mà đòi quýnh em dữ vậy? Ai đòi quýnh em? Có bánh kem chứ. Tion ơi, lần giờ mẹ biết cặp cho cái cặp của em nó bị rớt. Rớt rồi chợ rớt rồi được không? Cảm ơn Tion. Sao Mita? Mấy giờ? Ai biết? Mai á. Tion ơi, mấy giờ? Cái gì sexy girl ở đây nè? Trời ơi. Cái này phải là cái búp bê người cá của em đúng không? Mà sao nó bị tút hết quần áo ra ngoài vậy? Cái đấy là kem. À, quần áo làm bằng kem hả? À. Tiên cá tương lai sinh nhật khủng khiếp quá ha. Chơi nhảy chung với em không? Chơi không? Hả? Chơi nhảy chung với em không? Nhảy chung cái gì? Messi, Messi. Giờ Tion không có hứng nhảy, giờ Tion đang có hứng chuẩn bị đi tinh thần đi coi xiếc. Bây giờ coi xiếc đi chưa Tion? Sắp rồi, mấy em đừng có nôn, đợi xíu nữa đi. Cảm ơn Tion. Ủa, hai em biết Tion luôn hả? Rồi, hai em biết người cá Luna không? Vậy thì vô chúc mừng sinh nhật bạn người cá Luna. Thì bây giờ vô Tion cho làm quen nè. Nhanh lên nè, đó. Người cá bạo loạn thấy chưa? Vô chơi không? Dạ, xin thông báo với mọi người đã đến chương trình xem xiếc rồi ạ. Bây giờ ai có vé thì giơ vé lên. Rồi mời ra. Có vé qua khu vực, có vé không có vé qua khu vực. Bên Tion. Thấy không, như bạn Kevin là ngoan hiền dễ thương. Đi vô. Đừng có kéo Tion. Giờ đi rồi. Còn ai giữ vé nữa đi. Ở trong đây còn thiếu nhi nào không? Sao còn người lớn không vậy? Có thiếu nhi nè. Thiếu nhi vô coi xiếc đi, coi chó nè. Đi. Thiếu nhi đi. Hồn nhiên đi. Hồn nhiên đi thiếu nhi. Em thiếu nhi luôn không? Không, cái này thì mình đi coi đi, người ta có tiền người ta cho chó ăn. Không coi sao người ta có tiền người ta cho chó ăn được. Rồi đi cơ, đi đi. Đây là 15 vé hả? Rồi đi vô.
chung đặt vô cái bánh tét á, mở mở đường lên tiên cá lên lát xuống sáu lồng ra dọn đường. Tập trung nè, sư huynh Thuận nè, lại giải quyết cho em vụ vé nè, 15 vé nè, 20 người ngồi nè, được không nè? 15 vé. Nếu mà cùng ngày không? Không, chung một băng luôn á. Ủa em ngồi 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 nữa. Không, anh vô trong đó anh làm siết với thú luôn, anh không có ngồi ghế. Sao biết dịnh vô tiền cá cho sướng hả? Đúng rồi, được cha mẹ cho tiêu anh khổ hả? Dạ. An vị chỗ ngồi, thời mà xiết ra là mấy em phải la, phải vỗ tay cổ vũ nha. Ngồi đây dễ quản lý mấy em. Ở đâu ra vậy? Mới thoát được em mà. Nữa hả? Thôi bây giờ mình ngồi yên một chỗ đi để hồi ổn định vị trí rồi mấy em muốn ngồi đâu ngồi. Để hồi bắt đầu lên xiết rồi cho mấy em ngồi thả cửa luôn ha. Ở nữa hả? Thôi được rồi. Ngồi đi, ngồi vô ghế đàng hoàng đi. Vô ngồi ghế đàng hoàng đi, năn nỉ luôn á. Rồi mấy bạn người cá đã sẵn sàng coi xiếc chưa? Ben qua kia ngồi. Ben qua kia ngồi với Mimi. Sao vậy? Ok. Candy được không? Vui không? Vui. Lucy thế nào? Ở đây quậy vui quá ha. Đây bên đây mới là thế giới của người cá nè. Trời ơi Kevin làm sao lận hai miếng da mắt lên được hay quá vậy? Làm như rái cá Tina vậy? Sao bạn hồ mà sắp tới nơi
1 chưa ăn nữa hả? Ăn bánh trung thu chưa? Có lồng đèn chưa? Có được tặng quà chưa? Rồi đây là một món quà ý nghĩa mà ba mẹ ông bà chúng ta dành tặng cho tất cả các em. Xem một chương trình biểu diễn đồng thời vui tươi và ý nghĩa từ tối hôm nay. Bây giờ các em sẽ về chúng tôi đi. Để về chúng tôi. Chẳng ai dám ai. Một trò chơi, nhưng trong trò chơi này các em cứ ngồi tại chỗ giơ tay trả lời thôi nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi mang tên nhịp cầu âm nhạc. Ngồi tại chỗ đi bạn. Nhịp cầu âm nhạc. Khi âm nhạc nó lên, trước tuổi sẽ hát các bài hát nhạc dừng. Bạn nào giơ tay trả lời đúng là họ sẽ nhận được một phần quà. Những câu hỏi sẽ văn ca khúc tên gì, ca khúc trong bộ phim nào, ca khúc trong câu chuyện nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi mang tên nhịp cầu âm nhạc. Con gái ơi, sao bạn nữa bao ngày mẹ ngóng hả? Lên giơ tay, lên giơ tay. Áo trắng con gái của mẹ lên đây. Con trời đầy lòng lên đây con gái của mẹ. Trời. Lên giơ tay đi. Con gái của mẹ sao mà đi chậm quá trời chậm mà. Con có biết là mẹ không? Ai phải mẹ con không? Đây là ai? À, bạn có biết là có một đợt chứ?
của chúng ta. Bởi vì chị Hằng quá đẹp gái nên gặp trừ bắt giới ghẹo. Tiên nữ đang múa trên trời. Đây là tiết mục chính. Chị Hằng đăng bài. Wow, chị Hằng bay nhanh quá mấy em ơi. Sẽ tới tiết mục mấy em này diễn xiếc ha chú. Alo, tôi nghe. Dạ rồi, tới tiết mục xiếc chó rồi. Tiết xiếc chó là xong rồi ha chú. Còn nhiều tiết mục. Dạ rồi, để cho mấy em coi xiếc chó xong đã. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Ok, để em một chút nha. Giờ coi xiếc chó xong nè. Rồi, 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 rồi. Dạng ra cho mấy bé diễn xiếc ra. Dạng ra nè, đi xuống nè. Ngồi đúng chỗ vị trí mình coi ha. Vô chỗ ngồi. Ưu tiên cho những người cá. Không có ưu tiên cho người cá, đi xuống nhanh lên. Để cho mấy bé chó tự nhiên diễn chứ mấy em làm nó hoảng nó không có diễn được. Đi xuống nhanh lên. Đi ra đi ra. Làm cho mấy chó sợ không có diễn đâu. Đứng xa ra. Ben. Giỡn không Ben? Đi ra đi ra. Đi lại chỗ ngồi đi. Vậy đứng ở đây thôi nha, đừng gần nha. Để cho mấy bạn chó diễn. Để cho mấy bạn chó diễn không? Mấy em gọi gọi tên nó làm cái gì? Đi ra cho mấy bạn nhỏ coi nhanh lên. Ben, đi về chỗ ngồi cho mấy bạn nhỏ coi. Giờ mấy em sao, muốn đi về không? Muốn. Vậy thì đi về khỏi coi nữa. Đi ra cho mấy bạn coi. Mất lịch sự quá. Đừng có đứng gần mấy bạn chó sợ nha. Tôi nói lại lần nữa thôi ha. Và những chú cún thông minh xin kính chào tất cả quý vị và các quý vị thân mến. Rồi mấy bạn chó chuẩn bị học. Xin mời quý vị và các em sẽ đến một học toán rất đặc biệt của chúng tôi nha. Tiết học toán của mấy bạn chó. Rồi bây giờ chú gọi sẽ đố các bạn này. Trong tất cả của chúng ta có mấy chú cún à? Rồi các con ngồi xuống đi. Các con trật tự thì các chú cún chúng ta mới làm được chứ. Các con ngồi xuống đi. Bây giờ mấy bạn thấy cún học, mời lớp trưởng Lucky sẽ đứng lên mấy bạn mê cún quá. Hôm nay có mấy bạn tới lớp để thì đồng hồ 4 tiếng à, có nghĩa là 4 chú cún tới lớp. Và hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những bài toán đơn giản. Trước tiên là một bài toán cộng rất là dễ thôi. Ví dụ 4 0 1. Rồi bây giờ đối với bạn chúng nhìn này, 4 + 1 bằng mấy nào? Đúng rồi. Rồi bài toán cộng 4 cộng 1, thầy sẽ hỏi Lucky 4 cộng 1 bằng mấy nào? Đúng không? Rất chính xác là bằng 5 đúng không nào? Rồi bài cộng, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phép tính từ nhé. Bài cộng 5 tiếng à? Đúng rồi. Thôi đi về chỗ ngồi cho mấy bạn coi nè.
mình lịch sự đi. Rồi một bài bắt chuyện rất là dễ thôi. Em về em ngồi lịch sự coi. Ê, chỗ trống quá kìa, vô ngồi hồi mất chỗ hết bây giờ. Về chỗ ngồi hồi mất chỗ không còn chỗ. Vô. Có trừ, bây giờ sẽ là bài toán khó hơn nữa, đó là bài toán nhân. Em mê chó quá hả? Em mê lắm, em còn yêu chú đi. Mê chó thì về đi. Về đây ngồi. Hả? Hả? Gì vậy? Sao biết mà coi. Dạ. Trời ơi, nãy bắt giới ghẹo chị Hằng, bây giờ người cá ghẹo lại bắt giới. Sự kiện tiếp theo chụp hình nha. Giờ đi luôn á. Chơi. Đây. Rồi tối nay em qua nhà Kevin chơi hả? Không, qua nhà Thai chơi. Này Kevin rồi. Qua nhà Thai hả? Tàu à, em yêu gì vậy? Có một bạn nhờ em giữ giùm áo. Bạn nào? Em không biết bạn đó là bạn nào luôn. Bạn ngồi kế em tên Khánh đúng không? Không, ngồi đây không về. Khánh ơi. Áo của em đúng không? Không chết bạn này nữa. Bạn ngồi kế bạn này hả? Bạn ngồi kế bạn Khánh. Là bạn nào? Em không biết luôn. Bạn là bạn hồi em về em cầm em nhớ em. Em vậy ngày mai em gặp lại nha. Mày à. Alo, tôi nghe Ajinomoto nguyên hiệu tô đỏ luôn. Rồi bye bye em. Fan cồn. Rồi chương trình tiếp theo nè. Chương trình tiếp theo ngủ bụi đời nè. Ngủ bụi đời luôn hả? Muốn không? Bây giờ bạn nào để quên cái áo mà bạn này giữ nè.
này không có ma. Nó quả hình như bạn nói gì rồi. Em nhận được là có hai người bạn đó. Sao em nhận của bạn vậy? Bạn lấy xin biết bạn này. Bạn nè. Bạn tên gì? Không nhớ tên nhưng mà có quen thôi. Tại vì bạn nó chạy lên, sao bạn ra đưa em cái áo khoác.